các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Công giảm điều. Hiện tại trong giới kiến trúc có 3 câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập. Đã trộm công lại giảm liệu chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có 2 con trai. Đứa đầu tên Trương Kim Sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc, còn đứa út tên Trương Tất Khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư, công trình tốn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó chính phủ huyện có vị quan tên là Chim Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân, nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và chưởng lực mà giành được. Như nay ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căn xây. Sau đó y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng, mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căn
đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho một căn xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Một căn nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Một Căn dám vong ân bội nghĩa với mình. Nên ngay tối hôm đó, y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó, cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1.5 năm tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già, đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đài địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đài địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương nhân hợp tác, làm gian dối cẩu thả rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Ha ha ha,